Huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ tạo kỳ tích World Cup trước khi tuyển Việt Nam bước vào trận đấu với Indonesia tại Bali lúc 18h30 phút ngày 15 tháng 10, cũng là trận thứ ba ở vòng loại thứ hai World Cup 2022 khu vực châu Á. Tờ Newspim, Hàn Quốc đăng tải một bài viết "Câu chuyện thể thao của bác sĩ World Cup Hyun Chun Kim về huấn luyện viên Park Hang-seo với không ít điều thú vị". Ông Hyun Chun Kim là bác sĩ của tuyển Hàn Quốc tại World Cup 2002, được chính huấn luyện viên Gus Hiddink lựa chọn. Tại World Cup 2006, ông tiếp tục là bác sĩ số 1 của đội nhà. Hiện ông đang là giám đốc bệnh viện Hà Hanam United với mục tiêu xây dựng thành một trung tâm phục hồi thể thao ở châu Á. Từng có thời gian làm việc cùng huấn luyện viên Park Hang-seo, nên vị bác sĩ này hiểu không ít về thuyền trưởng tuyển Việt Nam. Vì lẽ đó, với nhiều người thành tích thầy Park giành được cùng U23 Việt Nam, tuyển Việt Nam trong 2 năm qua thật đáng kinh ngạc. Nhưng ông Hyun Chun Kim hoàn toàn hiểu được. Ông tin, bằng khả năng của mình. Huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ còn gặt hái thành công hơn nữa với bóng đá Việt Nam. Vị bác sĩ từng cùng làm việc với huấn luyện viên Park Hang-seo tại World Cup 2002 tin ông sẽ tạo kỳ tích tương tự với tuyển Việt Nam ở sân chơi lớn này. Nhìn cách huấn luyện viên Park Hang-seo gặt thành công tại Việt Nam, có thể thấy ông đã biến những gì học được từ Gus Hiddink thành kim chỉ nam của riêng mình. Nó là một sự kết hợp vừa thúc đẩy các cầu thủ Việt Nam, vừa là sự tận tụy chăm sóc học trò với những ký ức của gần 20 năm World Cup 2002 nơi tuyển Hàn Quốc lập kỳ tích giành hạng 4 chung cuộc. Trước trận gặp Indonesia, tuyển Việt Nam đang có 4 điểm với một thắng, một hòa, tạm xếp thứ ba bảng G vòng loại thứ hai World Cup 2022 khu vực châu Á, UAE 6 điểm xếp nhất, Thái Lan cùng 4 điểm như Việt Nam xếp nhì, Indonesia chưa được điểm nào vẫn xếp chót.